Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh ô tô cũ Mê Linh. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe, đó là hoàn toàn khác lạ. Và mẫu xe này thì cũng là một phân khúc Vingegate, nhưng nó lại là một mẫu xe hoàn toàn khác. Và dung tích xi lanh nó cũng khác, cũng như là trọng lượng của xe nó cũng khác. Bởi xin giới thiệu với các bạn, đó là một mẫu xe, đó là một chiếc Vingegate sản xuất năm 2008, màu đỏ bản 1.4 các bạn nhé. Số sàn đó là một điều rất đặc biệt. Chắc là các bạn chỉ nghe thấy ghét số sàn 1.1 đúng không ạ? Và số 1.4 thì chắc là rất ít đúng không ạ? Và đây là một con xe đặc biệt để giới thiệu cho các bạn. Một con xe này nó mang đầy đủ một thân vỏ, một kiểu dáng của Vingegate. Và đặc biệt cái bản 1.4 này hầu như là nó chỉ được sản xuất và xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Đó là một những khu vực giàu có của những người Ả Rập và những người người ta giàu có ở khu vực Trung Đông các bạn nhé. Đó là những nơi sản xuất ra dầu lửa và người ta giàu. Và nó đặt hàng, những con này người ta đặt hàng thường thường sản xuất để mang sản xuất sang Trung Đông. Và con này rất hiếm, là ít ở thị trường Việt Nam. Và nó chỉ có một số lượng rất không nhiều. Và con xe này thì nó là bản 1.4 các bạn nhé. Cho nên nó đặc biệt hơn tất cả những con ghét là 1.1 bình thường. Về vóc dáng thì nó vẫn thế thôi các bạn nhé. Về khung gầm thì chắc chắn con này là thân vỏ của con ghét 1.4 nó sẽ nặng hơn con ghét 1.1, là rơi vào tầm gần 120 kg các bạn nhé. Và khung gầm của ghét 1.1 nó sẽ thiết kế nhẹ nhàng hơn và không chắc chắn như là dòng bản 1.4 này các bạn nhé. Bản 1.4 là dung tích xi lanh nó lớn hơn và động cơ khỏe hơn, mạnh hơn, và nó gia cố khung gầm của xe sẽ chắc hơn các bạn nhé, để cho xe khi tăng tốc ở vận tốc, lúc văng tăng tốc vận tốc là từ 0 cho đến 150 km chẳng hạn thì nó sẽ không bị rung các bạn nhé. Nếu trường hợp nó cũng như là bản 1.1 đấy, cho nên là nó sẽ thiết kế khung gầm chắc hơn. Và tiêu chuẩn của nó thì cũng thế thôi, cũng là bản túi khí bảo vệ người lái, nó chỉ có duy nhất là bản túi khí bảo vệ người lái thôi. Và bản đủ có gương kính điện và điều hòa, tất cả là vẫn như thế các bạn nhé. Và nó khác nhau ở cái như vậy thôi. Con ghét này thì nó rất là đẹp, các bạn quan sát tổng thể xung quanh của xe thì chúng ta quan sát này, nó là sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Và đặc biệt xe được trang bị bộ la răng đúc các bạn nhé, bốn quả la răng đúc và lipo theo xe, cộng với ốp đèn pha, đèn hậu, rồi là ốp lẹp chân kính, pè mưa, tay mở, các thứ đầy đủ hết, cho nên xe nó rất cứng cáp và đẹp đẽ. Xin mời chúng ta quan sát tổng thể của xe, hình thức và cũng như keo chỉ cầu cột của xe. Với một chiếc xe này thì xin mời các bạn chúng ta quan sát keo cột, keo chỉ của xe. Con xe này nó đẹp hay không thì chúng ta chỉ cần quan sát, các bạn quan sát này, từ ba bô lê của xe, là các bạn quan sát là ba bô lê của xe vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Gầm xe không hề mục mọt một chút nào cả, đấy các bạn quan sát gầm trong của xe không mục mọt một chút nào, các bạn quan sát này, không mục mọt một chút nào các bạn nhé, rất là đẹp. Và ba bô lê của xe thì các bạn quan sát là xe là xe zin, cho nên ba bô lê của xe thì các bạn quan sát là từng cao su sơn sần vẫn còn đi nguyên dưới gầm các bạn nhé. Đó là một con xe đẹp. Và cái màu này, màu của dòng ghét này mới là màu chuẩn các bạn nhé. Nếu mà màu này mà nó đỏ ưng, đỏ như là màu đỏ cờ thì tức là cái màu này là người ta đã sơn lại và lệch màu các bạn nhé. Nó sơn lại lệch màu cho nên nó lệch là màu sang đỏ cờ các bạn nhé. Màu này nó là chuẩn màu này. Đấy. Các bạn quan sát này, tất cả anten rồi là đấy là người ta lắp thêm các bạn nhé, chứ cái dòng ghét là không có anten đấy. Đây các bạn quan sát này, từ ba bô lê đấy, ba bô lê bên này của nó cũng còn nguyên đấy. Và gầm của nó đây thì các bạn quan sát gầm của nó còn nguyên, từ lúm cao su còn nguyên, cái sơn gầm của người ta quét nó vẫn còn nguyên các bạn nhé. Và lốp con này một dàn lốp Maxilin, lốp đẹp đây, các bạn quan sát này, đẹp này, rất là đẹp. Và đây thì các bạn quan sát la răng đúc rất là đẹp, và lốp này, lốp này các này, lốp Maxilin, một dàn lốp mới các bạn nhé, một dàn lốp mới Maxilin, cho nên là các bạn đi theo yên tâm. Đây dày bịch các bạn này, rất là dày này. Đấy. Và qua đằng trước của xe thì các bạn quan sát tổng thể đằng trước. Đằng trước của xe thì nó đăng kiểm của nó thì các bạn quan sát này, tháng 7 2021 các bạn nhé. Và toàn bộ kính trước kính sau của xe là kính zin các bạn nhé.
phí zin theo xe. Đèn pha là các bạn quan sát là đèn pha zin. Đèn pha zin. Đây các bạn quan sát này. Và đây, biểu tượng đây. Hyundai Korea các bạn nhé, là zin. Và đèn gầm của xe cũng là đèn gầm zin các bạn nhé. Tất cả là zin hết. Mặt ga lăng của xe vẫn còn nguyên bản này. Đấy. Đây, các bạn quan sát là đèn zin và đèn zin các bạn nhé. Và đây thì Korea các bạn quan sát HMC. Đó là Korea. Và đèn gầm của xe thì các bạn quan sát đèn gầm zin. Và dàn lốp Michelin đầy hai lốp trước của xe, gần như lốp mới này các bạn nhé. Đấy. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến keo chỉ của xe. Keo chỉ của xe thì đặc biệt dòng ghét bản 1.4 thì các bạn phân biệt là bản 1.4 nó khác hẳn với bản kia là cái các bạn quan sát là cái lể bộ nội thất của xe là nó rất đặc trưng, là nội thất lể ghế là viền giữa màu xanh các bạn nhé, viền giữa màu xanh. Còn viền bên ria này thì nó vẫn như được con của bản kia thôi. Bản kia nó tất cả là màu đen các bạn nhé. Bản 1.1 tất cả là màu đen hết. Và đặc biệt cái bản này nó chỉ 1.4 nó mới được có màu này các bạn này. Cho nên nhìn xe rất là nổi bật và phong cách này. Và xin giới thiệu cho các bạn biết luôn, con xe này nó là con xe không taxi dịch vụ các bạn nhé. Bạn nhớ như thế. Trần mới tinh này, không taxi dịch vụ. Cho nên là các bạn lưu ý là khi xem xe là các bạn biết. Rất là đẹp. Bản đề vẫn mới tinh ốc này. Kèo cột thì xin cam kết cho các bạn luôn, đó là dòng này thì mình cam kết cho các bạn là kèo cột zin 100% luôn, kèo cột zin các bạn nhé. Không phải lo nghĩ gì cả, kèo cột cả, kèo cột zin luôn. Đấy. Và mình chỉ bóc ra một cánh này thôi các bạn nhé. Mình bóc ra một cánh ví dụ thôi, không cần phải bóc nhiều. Và mình cam kết cho các bạn luôn, kèo cột zin. Đấy. Đẹp hay không thì các bạn quan những chiếc xe đi thì đẹp hay không, nó không bị rách rong các bạn nhé. Rong nó không bị rách này. Các bạn quan sát là rong tất cả đều không bị rách một tí nào cả. Và bản đủ. Bản đủ thì con này các bạn quan sát là cái vô lăng củ số của nó rất là đẹp. Bản đủ trang bị túi khí các bạn này. Nó có túi khí các bạn nhé. Đấy. Quài zin theo xe. Đây. Từ củ số các bạn quan sát là đi rất ít này. Củ số người ta đi rất ít. Cho nên là củ số còn mờ, không bị mờ các bạn nhé. Xe được trang bị đầu màn cam lùi. Nội thất đẹp. Đây. Các bạn quan sát đi ít này. Áo số còn áo số zin các bạn này. Áo số zin. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt hơn của cái dòng bản 1.4 thì các bạn quan sát nó khác biệt bình thường, đó là các bạn quan sát này. Các bạn lưu ý này, nó có chế độ lưng ghế. Đấy các bạn nhá. Đấy, nó có chế độ lưng ghế và hạ ghế. Lưng ghế và hạ ghế. Và đặc biệt là chỉ bản 1.4 này thì mới có này các bạn này. Đấy, nó có lưng ghế hạ ghế các bạn nhé. Ngồi rất thích hợp cho bạn nào là hơi thấp một tí, chiều cao hơi thấp thì chúng ta lưng lên hạ xuống rất là tuyệt vời luôn. Còn cái bản 1.1 thì chúng ta chỉ có là trượt ra trượt vào các bạn nhé, trượt ra trượt vào và chỉnh lên chỉnh xuống ghế xuống thôi. Và cái phần gương kính chỉnh điện của xe thì nó vẫn tất cả như cái bản 1.1 các bạn nhé. Đây, nó vẫn như bản 1.1, vẫn có chỉnh gương và có kính lên xuống, kính ô tô và chỉnh gương trái gương phải. Và có vẫn có đèn gầm, chế độ đèn gầm theo xe là vẫn có y như thế các bạn nhé. Đấy. Và tất độ kể cả tablo tao ly nó vẫn là như thế thôi, nó chả khác biệt gì cả. Kể cả cụm đồng hồ điều khiển trung tâm của xe nó vẫn như thế các bạn nhé. Xe chạy 12 vạn km các bạn nhé. Đấy, nó vẫn thế thôi, chả khác cái gì cả. Nó đẹp thì đây các bạn quan sát này, nó còn nguyên tất cả cao su các bạn này, chưa bị dính sơn các bạn nhé, chưa bị dính sơn. Đây, ổ khóa bạn lè cũng vậy các bạn này, chưa dính sơn. Đấy. Và xin mời các bạn chúng ta xem quan sát cánh sau của xe. Cánh sau của xe thì các bạn quan sát là từ ổ khóa của xe nó rất là đẹp này các bạn nhé. Đẹp lát căng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và con xe này thì bạn nào mua mình sẽ tặng là cho các bạn cái bao ra, là các bạn bọc vô lăng này mình đã để đây, rồi mình tháo ra các bạn nhé. Đấy, nó đẹp thì mình tháo ra, mình không cần phải bọc. Đấy. Và đây thì các bạn quan sát là keo chỉ thì con này zin 100%, zin 100% các bạn nhé. Từ khóa trẻ em còn nguyên này, zin 100%. Và các bạn quan sát nó zin từ cái lúm nhựa các bạn nhé, lúm nhựa còn nguyên chưa mở này. Đấy, các bạn quan sát cho mình lúm nhựa còn nguyên này. Và cái dòng bản này thì các bạn quan sát là cái lể của xe là cái lể tapi này, là nó lể trang bị lể các bạn nhé. Bản này nó trang bị lể. Và con này nó không taxi dịch vụ thì các bạn có quan sát cần tablo tablo cho mình. Đấy, nếu mà bản taxi là người ta hay khoan một cái lỗ nhỏ ở đây là mắt thần các bạn nhé, mắt thần để soi cho chúng ta khi ngồi ghế hai ghế sau.
và đằng trước người ta sẽ quan một cái mắt ở đằng trước. Đấy. Và các bạn quan sát này, không cam kết cho các bạn là không taxi dịch vụ, là xe cực ngon luôn. Dòng 1.4 này thì đi sướng lắm các bạn. Các bạn chạy chỉ nhích chân ga phát là lên rồi. Nhích chân ga là lên các bạn nhé. Biển thì nó lại càng đẹp đây các bạn này. Biển thì lại đẹp hơn này. 806 này. Đấy. Phát đây, phát không nộc và phát vĩnh cửu này các bạn nhé. Con xe là đẹp. Biển nó cũng đẹp. Con xe này rất thích hợp cho bạn nào mệnh hỏa các bạn nhé. Mệnh hỏa, kiếm một con ghét mệnh hỏa này. Rất nhiều khách hàng đặt cho hàng cho mình là tìm ghét màu đỏ. Thì thực sự những lúc đấy mình không bao mình tìm được. Khó tìm lắm, nhiều người đặt hàng mình. Có khách hàng đặt mình tìm nhưng mình không thể tìm được. Thì bây giờ vô tình thì mình lại mua được một con xe đẹp như này. Thì bạn nào thích xe đẹp này hãy gọi cho mình nhé. Các bạn hãy gọi cho mình qua số 0985723326 để được biết thông tin của xe. Và xin thông báo luôn cho các bạn là con xe này thì nó mức tiêu thụ nhiên liệu của nó là theo của tiêu chuẩn của hãng là 6 lít cho đến 7 lít trên 100 km các bạn nhé. Đấy. Và con xe này thì nó còn trang bị tất cả là quý vị ở giá đồ đây các bạn nhé. Nó có giá đồ theo xe này. Nó giá đồ này. Đây. Thì các bạn quan sát từ cái tem của Hàn Quốc nó vẫn còn cái tem này. Cái tem của Hàn Quốc vẫn còn này. Ở đây thì con này các bạn từ cái giá cốp thì các bạn quan sát là nó không bị chảy xước các bạn nhé. Cốp sau của xe không bị chảy xước. Đấy, đèn LED, đèn cốp và đèn bản 1.4 thì các bạn quan sát là 1.4 là đặt cái đèn cốp ở đây. Còn nếu mà bản 1.1 thì cốp ở đây các bạn nhé, đèn cốp ở đây. Các bạn lưu ý. Đấy. Và thông số kỹ thuật của ghế thì đây, nó được tất cả mọi cái nó hướng dẫn sử dụng là ghế của mọi cái còn nguyên. Còn nguyên các bạn nhé. Đồ nhựa các bạn quan sát này. Không hề mục mọt bất cứ chỗ nào cả. Đồ nhựa của nó các bạn nhé. Con xe này thì người ta dán chống ồn, hình như là người ta dán chống ồn rồi các bạn. Đúng rồi. Con này dán chống ồn cả xe. Thì đây các bạn quan sát từ trong này người ta dán chống ồn này. Đấy. Người ta dán chống ồn hết rồi. Cho nên là chúng ta mua về con này chả phải làm gì cả. Và cái lỉ của xe thì các bạn quan sát, các bạn xem lỉ nó rất mới là các bạn này. Cái lỉ nó rất mới các bạn nhé. Đấy. Và các bạn quan sát này. Đây. Đúng là thật, chiếc xe này người ta dán chống ồn hết các bạn này. Nó vẫn còn nguyên cái giá này các bạn nhé. Cái giá này. Đây. Lốp dự phòng, lốp Michelin này, lốp Michelin dự phòng này. Còn nguyên này. Tay mở tay kích đầy đủ các bạn này. Tay mở tay kích đây, đủ đồ rồi các bạn nhé. Đồ đủ hết này, không thiếu cái gì cả. Đấy. Mình quay chi tiết cho các bạn biết luôn. Đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến bên phụ của xe. Thì xe tất cả như bên kia nó đều được trang bị là ốp tay mở cũng như là ốp lẹp chân kính và ốp vải mưa. Bạn nào mua thì các bạn xem video rất chi tiết, mình sẽ giới thiệu rất chi tiết cho các bạn. Thì các bạn đến mua xe thì nó rất thực tế, nó như nào nó như thế vậy các bạn nhé. Nó như nào như vậy luôn cho chúng ta không bị ngỡ ngàng, không bao giờ lừa dối khách hàng. Đấy. Và giá của kênh ô tô cũ bán ra thì nó là giá mình đưa ra gần như là chuẩn các bạn nhé. Và các bạn chỉ có bớt độc lá cho các bạn thôi. Nhiều bạn cứ bảo mình tại sao mình bán đưa ra 100 lấy về cả 100, không phải. Mình sẽ bớt lọc cho các bạn nhé. Đấy. Và bên mình chỉ bớt lọc thôi. Giá bọn mình đưa ra là giá chuẩn, không chúng ta mua bán một cách rất sòng phẳng và theo tiêu chuẩn của những người mua bán thông thái các bạn nhé. Cũng như chúng ta đi siêu thị thôi. Chúng ta mua không lên bớt gì à? Đấy, bớt trong siêu thị nó liêm yết với các mặt hàng rồi. Cho nên bên mình bán xe là theo giá thị trường, chuẩn giá thị trường. Có thể chỗ khác thì những chiếc xe khác có thể nó sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Nó sẽ rẻ hơn bởi tại sao? Vì cái chất lượng của xe, nó phụ thuộc vào chất lượng của xe cho nên nó rẻ hơn. Nó phụ thuộc chất lượng của xe nên nó rẻ hơn là bình thường các bạn ạ. Đây các bạn còn đã đẹp hay không các bạn nhé. Nó đẹp, tương các bạn nhìn cái lợi này. Cái lợi của cửa này. Nó không bị dính ma tích các bạn nhé. Nó không bị dính ma tích các bạn ạ. Đấy, nó đẹp như thế các bạn nhé. Bản nề còn nguyên, ổ khóa sáng choang, vòi voi các bạn còn nguyên, ốc bản nề còn nguyên, chưa chạm, chưa mở các bạn nhé. Đó là điều tuyệt vời của chúng tôi. Và các bạn quan sát phần tâm ni tâm nô. Một chiếc Talo không taxi dịch vụ thì các bạn quan sát cho mình. Đẹp lép căng, không taxi dịch vụ các bạn nhé. Đấy, nó có thế nào mình giới thiệu. Và đây, có đồng hồ của nó vẫn còn nguyên. Đấy, có đầu màn cam lùi đầy đủ. Âm thanh hay các bạn nhé. Và con này nó có trầm các bạn nhé. Âm thanh thì có loa trầm. Đây thì loa trầm mình giới thiệu cho các bạn này. Mình sẽ đẩy lên để cho các bạn xem loa trầm các bạn nhé.
Đây, loa trầm nó đây các bạn nhé. Đấy, bạn đã mua về sẵn dùng rồi, loa trầm đây nhá. Bạn mua về sẵn dùng. Mình không mở to, mở to quá thì nghe là không được. Đấy các bạn quan sát. Rất là đẹp. Và con này thì nó có cái dòng bản này thì nó có cả đèn cốp các bạn nhé. Các bạn lưu ý. Đấy. Bản 1.4 thì nó mới có đèn cốp các bạn nhé. Đấy. Nó có cái đèn cốp này. Còn nếu mà bản cái bản là 1.1 là không có đèn cốp các bạn nhé. Đấy. Mọi cái rất ok. Và chủ nhân chỉ lắp thêm được tép này. Lên được đôi tép này này và loa trầm các bạn nhé. Và đây sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn nội thất này. Nội thất của xe rồi là đến là phần máy của xe là kết thúc video các bạn nhé. Đây thì gương của xe thì các bạn quan sát cái phần gương là gương vẫn gương zin của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, gương zin của Hàn Quốc này. Đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần gương kính chỉ điện. Mình sẽ nổ máy cho các bạn. Và đây thì chúng ta xin mời chúng ta quan sát đến gương kính chỉ điện này. Phần gương điện này. Ok, rất là ngon. Đấy các bạn nhé, rất ok. Đấy, ok, đầy đủ này. Và các bạn quan sát những phần tay mở này, xe đi ít đi nhiều này. Nó đẹp như này các bạn nhé. Đi rất ít, đi ít đi nhiều nó mở các bạn quan sát này. Rất ít các bạn nhé. Đây km là 12 vạn km này. Đấy. Và các bạn quan sát cho mình. Đây, đằng sau hầu như người ta không đi các bạn nhé. Hầu như đằng sau không đi và người ta chỉ đi được trước các bạn này. Đây thì các bạn quan sát trước nó mòn hơn một tí này. Và bên này thế này. Nó trời mòn hơn một tí này. Và cái trần thì người ta rất giữ, người ta bọc ni lông từ mới các bạn nhé. Trần bọc ni lông từ mới này. Đấy, trần bọc ni lông từ mới, vẫn ni lông theo xe các bạn. Và đây thì xin mời các bạn lên phần kính điện này. Kính điện ok các bạn nhé. Là kính dòng này nó kính tự động các bạn nhé. Đấy, nó kính một chạm này. Và các bạn quan sát nó kính một chạm này. Mình chỉ dí một cái nó xuống này. Đấy, nó xuống các bạn nhé. Đấy, rất ok. Kính một chạm. Đấy, các bạn quan sát bên phụ này. Ok. Và các bạn quan sát bên sau này. Ok. Đấy, tất cả mọi cái ok các bạn nhé. Đây. Mọi cái hoạt động trơn tru. Và sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn phần máy của xe. Phần máy của các bạn nhé. Ở đây điều hòa thì các bạn giới thiệu các bạn điều hòa cơ như tất cả các dòng điều hòa kia thôi. Vẫn là điều hòa cơ thôi. Mát lạnh này, chúng ta bật điều hòa lên mát lạnh này. Các bạn nhé. Mát lạnh luôn. Và đây xin mời các bạn chúng ta quan sát phần máy. Và xin giới thiệu các bạn luôn dòng 1.4 của dòng Hyundai Getz này. Máy của nó nổ, nó sẽ gằn hơn và mạnh hơn so với là dòng của bản 1.1 các bạn nhé. Bản 1.1 các bạn quan sát là máy nó sẽ nổ êm hơn so với dòng 1.4 các bạn nhé. Máy 1.4 nổ gần hơn. Các bạn quan sát này. Keo chỉ zin cả xe. Các bạn quan sát. Từ tất cả là zin. Zin tuyệt đối từ bản lề của cabo. Thì các bạn quan sát là cabo zin chưa chạm trổ. Và các bạn quan sát cho mình là phần tai đèn cũng như máng nước của xe từ trên xuống dưới là zin tuyệt đối. Và con này xin giới thiệu các bạn, nó là màu xịn 100% các bạn nhé, không phải đổi màu đâu, màu mới từ mới luôn. Đấy các bạn lưu ý là như vậy. Và các bạn quan sát này, nó còn zin là cái tai đèn này nguyên ốc các bạn nhé, nguyên ốc, nguyên ốc này. Và nó còn không một tí dính ma tít các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý đây, nòng của nó đây rất là đẹp đây. Chân máy chưa chạm các bạn nhé, chân máy của xe chưa chạm luôn. Đây, các bạn quan sát này, bơm này, con này máy nguyên, xin giới thiệu các bạn là máy nguyên luôn. Đây, ốc các bạn đã quan sát này, chưa chạm, ốc chưa chạm. Đấy các bạn quan sát này, đấy, máy của nó rất là khỏe luôn. Đây thì xin giới thiệu các bạn máy tổng thể của dòng Hyundai Getz này, thì máy 1.4 thì các bạn quan sát nó khác hoàn toàn, đúng ạ, nó khác hoàn toàn rồi. Đấy. Và nó có lớp bảo vệ, là có cái bảo vệ trên này. Và toàn bộ 4 bogi của xe nó nằm trong này. Đấy, nó khác hoàn toàn. Và mặt máy, cái mặt trên này là mặt nhựa các bạn nhé. Đấy. Chúng ta quan sát này. Máy nổ zin. Và máy của dòng này nó nổ, nó róc rách. Điều hòa của xe thì con này điều hòa to hơn so với điều hòa con kia các bạn nhé. Điều hòa lớn hơn này. Còn 1.4 điều hòa lựa nó to hơn. Và tất cả mọi ống phun bát phin là nó khác hoàn toàn. Vì nó lớn hơn. Máy nó mạnh hơn.
và nó vẫn làm việc theo chế độ là kim phun điện tử các bạn nhé. Quạt gió là quạt gió ô tô, là tự động, là tất cả làm việc theo cảm biến hết, là tự động các bạn, là tất cả vẫn chế độ làm việc như kia thôi đấy. Kim phun điện tử và cảm biến làm việc qua hộp đen, cũng như là gọi là người ta hay gọi thường là máy tính trung tâm, để điều khiển và nhận cảm biến từ cảm biến cam trục cơ để điều khiển đánh lửa các bạn nhé. Đó, nhận tín hiệu đánh lửa thì sinh ra là sẽ điều khiển kim phun rồi mở rồi xăng phun. Đó là điều hoạt động bình thường của tất cả những dòng xe là điều khiển qua hộp đen và làm việc qua hộp đen. Đó đây xin. Đấy các bạn quan sát này. Một chiếc xe rất là đẹp. Và bên mình có một số mẫu xe nữa để cho các bạn lựa chọn, như Matiz các bạn nhé. Và Gentra X là Gentra số tự động. Matiz có hai con, màu xanh. Và Gentra số tự động này rất hiếm các bạn này. Rất hiếm này. Bản ABS túi khí cửa sổ trời các bạn nhé. Bản ABS túi khí cửa sổ trời là dòng này rất hiếm. Và xe thì zin cửa xe, zin cửa xe, điều hòa tự động. Và đây, số tự động nhé các bạn nhé. Cửa lock ABS, sấy ghế. Đó, rất tuyệt vời. Bản này bản nhập khẩu các bạn nhé. Bản nhập khẩu này. Bản nhập khẩu. Và con i10 không taxi dịch vụ 2014, các bạn yêu xe đẹp thì liên hệ con này các bạn nhé. Bản đủ, không taxi dịch vụ, bán cho bạn nào thực sự phải yêu những dòng xe không dịch vụ, giá chênh so với thị trường những dòng bản dịch vụ khoảng độ 10 triệu đến 15 triệu các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý là như vậy. Các bạn quan sát từ cái la răng thì các bạn biết được chiếc xe nó đẹp như là mức độ như nào rồi. Đấy, đi ít đi nhiều các bạn nhé. Từ cái gương của xe và thân vỏ của xe. Bản 2014 này, cái này nó nhập ấn được rất là bền này các bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như trên đã giới thiệu chi tiết cho các bạn về con Hyundai Getz sản xuất năm 2008, bản số sàn, máy 1.4. Một lần nữa, kênh ô tô Cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ Bảy, một ngày này nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc, cũng như ngày Noel của chúng ta.